Chào mừng anh em lại quay trở lại với chuyên mục đánh giá xe của bên cửa hàng xe máy cũ Tứ Hải. Vài ngày, không phải là vài ngày hôm nay mà lần trước em có lên một cái video về cái chiếc GSX với tầm giá hơn 30 triệu. Đó là một chiếc GSX đời 2018, cuối năm 2018, xe còn rất là đẹp. Thì được rất là nhiều ý kiến của anh em mà đa phần là toàn ý kiến trái chiều anh em ạ. Rằng là nó là không tin sao lại có cái xe nó rẻ như thế, là xe tai nạn, số chổ hay là thế này thế kia. Thì vài hôm trước em có tháo cái chiếc xe này ra để quay cho anh em về cái cách để có phân biệt là xe đã tai nạn xô chổ hay chưa, và máy móc nó còn ngon lành hay không. Thì từ hôm đấy đến hôm nay thì chưa có thợ để lắp vào, nhưng mà rất là may là hôm nay thì đã lắp vào đầy đủ được rồi. Thì bây giờ em sẽ lên video chi tiết cho anh em xem. Cái xe này em đã đầu tư vào rất là nhiều nha anh em. Em đầu tư cho anh em một quả Yoshimoda mới toanh scope nha anh em. Bô mới tinh scope luôn. Ngoài ra em còn đầu tư cho anh em rất nhiều cái mới, chống đổ mới này. Đầu tư em xương xương đầu tư vào con này một vài củ anh em ạ. Mà giá bán thì em cũng sẽ không thay đổi cho anh em luôn. Đã chơi là phải chơi khô máu với anh em luôn nha. Giá bán thì em cũng đang, lần trước em có niêm yết với anh em, đấy là giá bán là 36.800.000. Thì hôm nay em đã đầu tư vào một vài củ rồi. Nhưng mà để đáp lại cái sự nhiệt tình của anh em thì hôm nay em vẫn sẽ giữ cái mức giá, đó chính là 36.900.000 nha anh em. Thì anh em nghĩ là xem nếu mà bây giờ một tầm giá mà hơn 36 triệu thì anh em sẽ lựa chọn được một chiếc xe nào. Hơn 36 triệu anh em có thể lựa chọn được một chiếc TFX tại cửa hàng mình, hay là một chiếc Exceter 150. Còn không thì có R15 V3 thì sẽ không có, chỉ có V2 thì mới đang có tầm giá đấy thôi. Đấy, thì trong cái phân khúc tầm giá hơn 30 triệu thì mình nghĩ là cái chiếc GSX này sẽ là một sự lựa chọn rất là hợp lý. Và bây giờ em sẽ quay qua chi tiết cho anh em xem. Cái chiếc GSX này quay gần lại, camera quay gần lại đây để cho anh em xem thấy. Đầu máy của chiếc xe này thì đẹp đúng như là một con đời 2020 nha anh em. Máy móc zin bản hết, anh em nhìn thấy không? Cực kỳ keng luôn, còn rất là mới luôn nha. Lốp zin theo xe còn nguyên chỉ. Con xe này thì hiện tại lần trước mình mua về ấy, thì cái đồng hồ này thì nó đề là 7.000 cây. Thì cái này nó là sai nha anh em. Cái đồng hồ này sẽ không phải là 7.000 cây, bởi vì theo như cái lốp này ấy, thì chắc chắn là xe nó phải chạy ít nhất là tầm khoảng 15-17.000 cho đến 18.000 cây nha anh em. Bởi vì cái lốp này vẫn là lốp zin theo xe, còn vẫn còn nguyên chỉ và độ dày thì cũng còn khá là ok. Nhưng mà cái theo như mình đi xem xe nhiều thì mình thấy cái lốp này sẽ phải chạy được tầm khoảng gần 2 vạn rồi nha anh em. Máy móc thì có rất là ok, thì mình sẽ test máy cho anh em xem. Đấy, anh em thấy chưa, máy cực kỳ lực luôn nha. Máy nếu mà bịt bô vào là thì thầm mùa xuân nha anh em. Đấy, anh em nhìn thấy không nghe thấy một cái tí tiếng động nào luôn. Cho nên là anh em đừng có bảo là máy tã hay là máy kêu rồi máy thế này thế nọ thế kia nha. Đấy, nhiều anh em cứ bảo về này là bán xe nó phải nơi nhiều, nhưng mà em thì bán xe vì đam mê nha anh em. Cho nên là càng những cái chiếc xe nào mà anh em nhận nhiều ý kiến trái chiều thì em sẽ phải càng bán khô máu lại với anh em luôn. Với cái mức giá này thì anh em nhanh tay nha. Mà đặc biệt là cái chiếc xe này nó là biển số 15. Đối với những em nào ở Hải Phòng ấy thì rất là ok nha anh em. Anh em nào ở Hải Phòng thì nhanh tay nha, cái chiếc xe này cực kỳ hợp lý đấy. Hẹn gặp lại anh em vào những video lần sau nha.